Rồi, chào mừng anh chị, chào mừng các em đến với ngày hôm nay. Hôm nay rồi, các con đang vướng ở phần tổ hợp đúng không? Rồi, ok. Nào, dưới cho thầy phần tổ hợp đi, thầy chưa hết cho các em. Câu số 1, nào dưới cho thầy Tú Vi thì câu 1, thế nào? Các số được chọn ra từ 22, các số được chọn từ 22 số nguyên, khoảng tầm từ 1 đến 2000, 222. 222. Hỏi ít nhất có bao nhiêu số Được lấy ra. được lấy ra để chắc chắn rằng có hai số có hiệu là 32. Ok. Bao nhiêu bạn chưa biết làm bài này thì giơ tay lên. Để có hiệu bằng 22. Alo Lê Hà Anh, hello con gái nhé. Bây giờ Lê Hà Anh tập trung nhé. Để thầy cân lại cái này xong rồi chúng ta sẽ bắt đầu luôn này. Ok chưa? Rồi bây giờ nhìn nhá. Nghe nhắc lại đề phần tổ hợp. Nhắc lại cho thầy cho các con biết rằng là cái phần tổ hợp là phần khó nhất. Được chưa? Nhưng các con để ý cho thầy này và làm theo hướng dẫn nhé. Lần sau mà gặp những dạng bài này cứ làm theo hướng dẫn nhá. Tất cả các bài. Nghe này. Các số lấy ra tức là các số được lấy ra 222 số nguyên từ 1 đến 222. Thì câu hỏi là gì? Hỏi là ít nhất là lấy ra bao nhiêu số, đúng không? Để mà chắc chắn rằng có hai số có hiệu là 32. Các em hiểu ý này chưa? Có nghĩa là hai số mà trừ cho nhau bằng 32 đấy. Hoàng An hiểu chưa? Hà Lê Hà Anh hiểu này chưa? Rồi. Vậy thì bây giờ nghe hỏi này, trong trường hợp xấu nhất, trường hợp xấu nhất các con sẽ lấy như thế này, đó là xấu nhất nhá, trong trường hợp xấu nhất thì sẽ lấy bao nhiêu, nào lấy được từ 1 đến 32 đúng không, có đúng không? Hai anh hiểu không con? Con lấy được từ 1 đến 2, 32 á. Là 32 số này á. Thì hiệu lớn nhất là bao nhiêu? Hiệu lớn nhất là 31. Một. Đúng không? Em Hiệu lớn nhất là 31. Đúng không? Lấy 32 trừ đi 1 vẫn là 31 thôi. Hiểu chưa? Không có 32. Vậy 32 số đầu tiên lấy hết. Được chưa? Tức là 32 số. Được chưa? Rồi. Nhưng nếu như lấy ở trong cái số 33 là không được nhá. Hiểu không? Vậy thì từ 33 cho đến là 64 là không được đúng không? Đúng không? Bởi vì 64 mà vào trong cái nhóm này ấy, 64 trừ thì 32 bằng 32 đấy. Hiểu ý không? Hiểu ý không? Cho nên sẽ lấy tiếp từ 65 đến bao nhiêu nhỉ? Cộng với 21 cho thầy là thành 86 đúng không? Hiểu không? Lấy các số từ 65 đến 86 là 32 số tiếp. Nào ai chưa hiểu chỗ này giơ tay lên. Để thầy nói chỗ này xong mới hiểu được. Nói tiếp. Hiểu có hiểu không? Thế này là 65 cộng với 31 bằng 96 chứ không phải 86. À 96 ở cảm ơn con nhầm đúng rồi nhầm. Thank you Nhật Minh đẹp trai. Chưa hiểu chỗ này đúng không? Bây giờ nhìn nhá. Trong trường hợp xấu nhất là thầy lấy 32 số đầu tiên thì không có hai số nào trừ cho nhau bằng 32. Được chưa? Còn từ số 33 đến cái số mà đây. Từ số 33 đến cái số là 64. Những số trong nhóm này mà nó vào một số vào đây. Ví dụ 64 mà nó vào đây thì trừ đi 32 đúng không? Bằng 32 đúng không? Không được đúng không? Hiểu không? Tú Vi hiểu này chưa? Cho nên mình không được lấy đến 64
mình phải bắt đầu mình phải lấy từ 65 tiếp, hiểu không? Có hiểu ý không? Để kết hợp với cái này là những số mà kết hợp với này thì nó sẽ trừ đi, nó sẽ có xuất hiện là 32. Cho nên là mình đến đây 32 rồi, cộng thêm 32 nữa thì đến 64. Vậy phải lấy từ 33 là số tiếp theo của 632. Số tiếp theo đến 64, tức cộng thêm 32. Giơ tay lên, nó có hiểu rồi. Đây là nhóm những số này kết hợp với này là nó ra 32. Ok. Vậy phải lấy từ 65 xong rồi cộng với 31. Đúng không? Chuẩn rồi. Là đến 96 là 32 số, đúng không? Hiểu không? Bởi vì nếu mà đến lấy 97 ấy, 97 nó lại dính vào 97 trừ 65 bằng 32, nó không được. Nên chỉ lấy 96 thôi. Giơ tay lên, nó còn hiểu rồi. Hiểu chưa? Đấy, bắt đầu thông minh hơn dần rồi đấy. Vậy thì cái số tiếp theo là có phải là số 97 mà đến bao nhiêu nhỉ? Cộng với 32 đi là 129 đúng không? Đúng không? Những số này để ra ngoài không được tính. Mình mà lấy những số này ấy là nó lại bắt gặp những số này, nó lại trừ đi bằng 32 đúng không? Có hiểu không con? Tú Vi, Hoàng An, Nhật Minh Hà, anh hiểu không? Hiểu chưa? Ok nha. Còn bây Rồi. giờ là 27 cộng với lại là 31 thì phải là 128 chứ không phải 129 nữa. Đây phải lên từ 97 đúng không? 27 cộng với lại là 31 thì phải là Còn 128 128. thôi, 128 thôi. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. 128 thôi. Vậy tiếp theo phải là 129 đến bao nhiêu? Đếm nhiêu? Cộng 31. 61 à? 160 đúng không? 61. 160 thôi. 31 60. này. Hiểu chưa? Lấy tiếp 32 số này đúng không? Vậy còn những số này là bao nhiêu? Từ 161 này đến bao nhiêu nhỉ? Đến 31 là thành nhà 192 đúng không? Có đúng không? 192. Vậy thì số tiếp theo đây phải là 193. 193 cho đến bao nhiêu nhỉ? Cộng với 222 trừ đi 193. Thế thì lấy hết chỗ này luôn, đến 222 luôn. Hiểu chưa? Hiểu không? Vậy thì đây bao nhiêu số này? Bao số? 30 số đúng không? 30 số. Rồi. Đấy. Vậy thì trong trường hợp xấu nhất là mình sẽ lấy hết phần bên này. Là 32, 32, 32, 30. Được chưa? Sẽ lấy là bao nhiêu? 32 nhân với 3 cộng 30. Đúng không các em? Các em hiểu không? Thì bằng bao nhiêu nhỉ? 126 không? Đấy. Trong trường hợp xấu nhất các con sẽ lấy 126 số của cái nhóm bên tay trái này. Thì nó sẽ không có được bất kỳ hai số nào. Đây. Không có hai số nào có hiệu là 32, hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Giơ tay lên nữa con hiểu rồi. Thấy chưa? Vậy suy ra là cần lấy 126 này còn cộng thêm một số thôi bằng 127 số là được. Đáp án là 127. Alo, giơ tay lên nó có hiểu không? Ok, hỏi thật đấy, hai anh có hiểu không? Có theo kịp không? Lê Hà Anh hôm trước có thi vòng loại không? À, sở thích vòng loại à? Bao nhiêu điểm? Con không nhớ. Ok, chắc còn bận quá hả? Điểm của mình cũng không nhớ luôn. Rồi, nhưng mà chắc chắn sẽ không phải là 80 đúng không? Thầy biết.
Rồi nhìn tiếp, lớp mình có hiểu chỗ này chưa? Một số này, bất kỳ số nào đó trong nhóm này thì sẽ kết hợp với một số nào đó bên trong này có được hiệu là 32. Rồi nhanh tay nào cho thầy, 1 phút. Nhanh tay bắt đầu làm vào. Lần sau cứ thế mà làm nhá, cứ làm theo cách này nhá, gặp dạo này. Và thông báo này, thông báo tin vui này, nó sẽ có một câu dạng này: ôn kỹ vào. Rồi xong nhá, bài này nhá. Có bao nhiêu bạn muốn biến bài này trở thành mà có là tổng giống như bạn Nhật Minh nói? Giơ tay lên. Bài này nếu như họ hỏi không phải từ này mà họ hỏi là từ sum thì bài này quá dễ luôn. Làm như sau, biến bài này trở thành sum như sau. Đây, dạy theo yêu cầu. Nào, hãy biến cho thầy 32. 32 bằng 1 cộng bao nhiêu? À, một. Đúng rồi. Bằng 2 cộng 30 đúng không? Bằng chấm chấm chấm. Nào, sử hay có nghĩa là, nghe thầy hỏi, cặp cuối cùng mà hai số cặp đó có tổng bằng 32 là bao nhiêu? Có phải là 15 cộng 17 không? Có đúng không? Tại sao lại nhanh như thế đúng không? Anh Hải đã hỏi thầy tại sao nhanh như thế đúng không? Thầy sử dụng bằng nguyên tắc chia 2 cộng 1 trừ 1. Tức là gì? Tức là thầy lấy 32 này thì chia cho 2 bằng 16. Nhưng vì không có hai số 16 trong một cái dãy số tự nhiên cho nên thầy trừ đi 1 là được 15 và cộng 1 bằng 17. Thì mình có 15 cộng 17 bằng 32. Các em hiểu ý chưa? Và từ đây các con xem là có bao nhiêu cặp. Chạy từ 1, 2 cho đến 15 thì thầy suy ra có là 15 cặp chưa? Tức là 15 cặp có tổng hai số bằng 32. Còn những số mà từ 33 trở đi thì một mình nó đã lớn hơn 32 rồi, không phải nói chuyện nữa đúng không? Đúng không Nhật Minh? Vậy thì suy ra là cần lấy số các số đề bài cho là 222 trừ đi số cặp là 15 thì sẽ ra những số nằm hết về một bên đúng không? Có hiểu không? Sau đó để chắc chắn con cộng thêm một nữa thôi là không được kết quả rồi. Hiểu chưa? Thế là xong. Nào tính nhanh thầy xem nào. 222 trừ đi 15 là còn 100, à 207 cộng 1 là 208 đúng không? 208 số. Và đáp án là 208. Thấy chưa? Nào công thức cho thầy nào, viết luôn công thức này, nhanh tay này. Bạn Hoàng Anh viết vào như thầy xóa nhanh ngay bây giờ đấy, thầy không chơi đâu. Công thức này, trong trường hợp tổng nhá, đó là số các số cần lấy. Số số cần lấy sẽ bằng là số các số đề bài cho trừ đi số cặp sau đó cộng với 1. Thế là xong. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Được chưa? Nào, đấy lúc nãy quên chưa nói công thức cho lúc nãy. Công thức lúc nãy là lấy tất cả những cái nhóm mà thuộc những cái số không không thể có được cái hiệu bằng 32 đấy, bằng cái số đấy. Sau đó cộng thêm 1 là xong. Xong chưa? Rồi, nhanh tay nào. Là câu số 1 nhá, hai dạng bài cho câu số 1. Nào nhìn câu số 2. Nào xin mời Hoàng An đẹp trai dịch câu số 2. Có 9 bạn nam và 9 bạn nữ ở trong một cái lớp học. Chọn ra hai bạn nam và hai bạn nữ để
Tại tạo một ra nhóm nghiên một cứu. tạo ra một nhóm nghiên cứu hỏi có bao nhiêu cách hỏi có tổng bao nhiêu cách Tổng bao nhiêu cách? để làm Ai chưa biết làm bài này cho ta lên. Thầy nhắc lại. Có 9 bạn nam và 6 bạn gái nhé. Không phải 9 bạn gái nhá. 9 bạn nam và 6 bạn gái trong một cái lớp. Chọn hai bạn trai và hai bạn gái để tạo thành một nhóm nghiên cứu. Họ có tất cả bao nhiêu cách như vậy? Vậy bây giờ dạng bài này làm như sau, thầy làm ngắn gọn thôi nhá. Nào, số cách chọn bạn trai, chọn bạn nam thì bao nhiêu cách? Có 9 đúng không? Muốn chọn hai đúng không? Thì sẽ là 9 nhân 8 chia 2 bằng 36. Cách chưa? Hiểu không? Nó chính là bài toán bắt tay đấy, lớp mình có hiểu gì không? Biết bài toán bắt tay không? Không biết bài toán bắt tay luôn. Bạn Tú Vi bắt tay bạn Hoàng An, khi có hai bạn thì có một cái bắt tay. Nhưng bạn Tú Vi, bạn Nhật Minh, bạn Hà Anh, bạn Hoàng An, bốn bạn sẽ có 6 cái bắt tay. Bởi vì Tú Vi, Hoàng An, Tú Vi, Hà Anh, Tú Vi, Nhật Minh. Nhật Minh, Hà Anh, Nhật Minh, Hoàng An và Hà Anh, Hoàng An. Đúng chưa? Có phải là 4 x 3 chia 2 không? Hay có nghĩa là chia 2 là do sự lặp lại không? Bài này cũng vậy. Chúng ta có 9 cách để chọn bạn thứ nhất và có 8 cách để chọn bạn thứ hai. Nhưng bởi vì là chọn bạn thứ nhất xong chọn bạn thứ hai thì bạn chọn bạn thứ hai quay trở về nhất thì cũng bị lặp lại nên mình chia cho hai, hiểu chưa? Vậy thì bí mật ở đây là ngồi thẳng lưng thì Hoàng Anh tập trung này, cho 9 chọn 2, chọn 2 trong 9 thì lấy 9 nhân với 8 chia 2, hiểu không? Vậy nếu như đây là chọn bạn nam, đây là chọn 2 trong 9 nhá, thì sẽ như thế này, hiểu không? Hiểu không? Vậy bạn nam đây bây giờ họ hỏi, nếu như mà bảo là đây giả sử chỗ này không cần phải ghi, nếu như mà chọn 3 trong 9 thì sao? Chọn 3 trong 9 thì phải là 9 nhân 8 nhân 7 chia cho 3, chia cho 6, chia cho 3 nhân 2 nhân 1. Hiểu chưa? Hiểu ý không? Nếu chọn 3 thì nó sẽ có số lần lặp lại là 6, thì 3 nhân 2 nhân 1 là 6. Còn ở trước đây mình chia 2, đây chính là phải là chia cho 2 nhân 1 đấy các em. Nếu mà chuẩn phải ghi thế này này. Đấy. Hiểu chưa? Ghi đúng như này, ghi này. Vì chọn 2 thì 2 nhân 1 chia 2 nhân 1. Còn đây lấy hai số nhân lại với nhau. Tú Vi hiểu chưa? Tú Vi, Hà Anh, Hoàng An, Nhật Minh hiểu chưa? Rồi, bây giờ là mình sẽ chọn bạn gái nào. Chọn bạn gái là hai trong mấy? Hai trong 6 thì sẽ là 6 nhân mấy? 6 nhân 5 chia mấy? 2 nhân 1 bằng là 15 cách. Hoàng An hiểu chưa? Hà Anh không kịp không con? Không kịp không? Vậy thì suy ra có tất cả sẽ là lấy 36 này nhân 15 thì bằng là 540 khách không? Và đáp án của chúng ta là 540. Ok chưa? Nhật Minh, Hoàng An, Hà Anh, Tú Vi hiểu này cho con. Đấy. Mình phải làm cái cách của những người thông minh. Chứ còn nếu mà đi mà làm từng bước một thì thầy nghĩ là đến sáng mai cũng chưa xong được đâu. Người thông minh họ sẽ lựa chọn cái cách để làm nhanh hơn. Thấy chưa? Xong chưa Hà Anh, Hoàng Anh xong chưa? Ok, Hoàng Anh lên nhanh tay nào. Câu số 3 nhá, vở câu 3 này. Nào xin mời Lê Hà Anh dịch câu 3.
chọn chọn ba chữ số Không lặp lại. chọn ba chữ số không lặp lại không vậy từ 0 2 3 6 8 9 Để lập các số có ba chữ số. để lập các số của ba chữ số Trong các số có ba chữ số đó, có bao nhiêu số có bao nhiêu chữ số chia cho ba Có bao nhiêu số chia cho ba? Thế Hành có biết làm không? Có nghĩa là bây giờ như thế này nhá, chọn ba chữ số mà không được lặp lại từ đây 0 2 3 6 8 9 để tạo thành những số có ba số. Trong các số đó thì có bao nhiêu số chia cho ba? Thế thì cái việc đầu tiên mình thấy rằng là một số mà chia cho ba thì suy ra phải là tổng các chữ số chia cho ba, có đúng không? Đúng không? Thế thì từ đây mình chỉ chấp nhận những số nào khi mà tổng số chia cho ba thì nó chỉ chấp nhận là mấy? Số mấy nhỉ? Chia chỉ có bao nhiêu? Chỉ nhận số nào? Số 0, 9 6 3 0 0 3, 6, 9 rồi. Vì các số này mà cộng lại với nhau thì chia cho 3. Còn số 7, số 2 số 8, số 2 mà xuất hiện vào thì tổng sẽ không chia cho 3. Đúng không? Hiểu không? Bây giờ mình gọi cái số cần tìm. Bài này thì quá dễ rồi. Là ABC đúng không? Nào, A có mấy cách chọn? em có 3 cách A có 3 cách chọn. Đó là 3, 6, 9 này. Hiểu không? 3 cách B có mấy cách chọn? 3 cách 3 cách chọn đúng không? Nào, C có mấy cách chọn? 2 cách Thế thì mình sẽ suy ra được có bao nhiêu? Sẽ là 3 nhân 3 nhân 3 3 nhân nhân 3 2 nhân 2 nhờ. Được 18 số không? Bài này thầy dạy cho sinh lớp 4 đấy. Bài này bài lớp 6 nhưng thầy sẽ dạy cho sinh lớp 4 đấy. Lớp 4 làm rất tốt luôn. Hoàng An, Nhật Minh, Hà Anh, Tú Vi hiểu chưa con? Ok. Nhanh tay nhá. Hoàng An Phoenix. Rồi, đấy câu 3. Nào, câu số 4 nào. Xin mời Nhật Minh thì câu 4 nào. Này không dịch hỏi có bao nhiêu số nguyên dương với chữ số phân biệt và bé lên 200 ở đây Có hiểu cái nào? Có hiểu hiểu đều có bao nhiêu số nguyên dương phân biệt, tức là có bao nhiêu số phân nguyên dương khác nhau, có các chữ số khác nhau, có bao nhiêu số có các chữ số khác nhau mà nhỏ hơn 200. Ai làm được bài này? Hà Anh, Hoàng An, Tú Vi, Nhật Minh làm bài nào? Bây giờ mình mà xét cho thầy, xét từ 1 đến 9 thì có 9 con số. Có. Ở cái bút của thầy. Xét từ 10 đến 99 thì có bao nhiêu số?
Từ 10 đến 99 có bao nhiêu số khác nhau? Hai số khác Bao nhiêu nhau. số khác nhau, hai số khác nhau. Theo hỏi lại này. Chín. Theo hỏi lại này. Từ 10 đến 99 có bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau? Chín. 81 số. Bởi vì mình chỉ 9 cách chọn ở hàng chục và 9 cách chọn ở hàng đơn vị. Hiểu không? Lâm hiểu gì chưa? Nhân mình hiểu không? Hay có nghĩa là từ 10 đến 99 thì có là 90 số. Nhưng trừ đi 9 số có hai số giống nhau, đó là 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Đúng không? Theo kịp không? Vậy là mình đã có 81 số chưa? Ok nha. Bây giờ xét cho thầy từ 100, từ 100 đến đến hết đi. Đến 200 đi. Có bao nhiêu? Từ 100 đến 200 thì bây giờ thầy gọi nó là ABC đi. Thì A có mấy cái chọn? Chín cách A có một cách chọn là ai số có 1 cách luôn. làm số 1 luôn. Hiểu không? Cái số 200 cái này lẽ ra là chỉ cần nhỏ hơn 200, cái này sẽ đến 91 đến 9 rồi. Thì A có một cái chọn thôi, B có mấy cái chọn? B với cái chọn 9 đúng không? Chín. Tại sao lại 9? Bởi vì nếu A là một rồi còn không với cả từ 2 đến 9. Đúng. B sẽ có 9 cái chọn bởi vì chấp nhận không, nhưng mà phải trừ đi cái chọn ở A. Các con hiểu chưa? Hiểu không? Đây là A thì là một cách. Còn B là 9 cách, mở đơn ra là trừ A. Nhưng mà là có trừ A là được rồi. Tức là trừ cái chọn A ấy. C là mấy cách? Có 8 cách không? Đó là trừ gì? Trừ AB. Vậy suy ra có tất cả sẽ là 1 nhân với 9 nhân 8 bằng 72 không? Hiểu không? Vậy có tất cả là bao nhiêu? 9 cách là trường hợp 1, 81 cách trường hợp 2, 72 cách trường hợp 3. Cộng lại bao nhiêu? 90, 162 không? Tính lại thì 162 không? 9 cộng 81 là thành 90, 90 cộng 72 162 nha. Ok. Ok nha. Hoàng An, Tú Vi hiểu theo kiểu không? Ok nha. Đến đây này. Rồi câu 5 này. Nào xin mời. Tú Vi thì câu 5 này. Câu 5 là câu căng này. Đếm từ 1 đến 6.666, hỏi có bao nhiêu số Chính xác. có chính xác hai chữ số 6 và một chữ số 7. Con làm bài này chưa ra bao nhiêu? Nhưng nó không làm được ạ. Không làm được. Hoàng An làm được không? Tú à, Nhật Minh Hải làm được không? Ví dụ như là thế là thầy hướng dẫn luôn nhá, rồi mất thời gian này. Các con muốn có được hai chữ số 6 và một chữ số 7. Vậy thì việc đầu tiên phải bỏ qua đi những số hai số đúng không? Đúng không? Vậy trường hợp Ba chữ 1 số 7 và xong số 7 số 6. trường hợp 1 đó là xét cái số mà đó là các số có ba chữ số, hiểu không? Các số ba số có số nào? Hai số 6 đúng không? 66, một số 7, ok. 6 số 7 6 7 6, ok. 7 6 6, hết chưa?
đúng không Hoa Anh nhỉ, đúng không Nhật Minh nhỉ, Tú Vi Hà Anh hiểu ý chưa? Rồi như vậy bấy số ấy. Rồi bây giờ trường hợp 2, bây giờ xét trường hợp 2 là các số có 4 số nào. Gọi là ABCD. Không, phải xem là chữ số 6 nó xuất hiện ở đâu nữa. Hiểu không? Phải xét xem chữ số xét xem là hai chữ số 6 nha. Hai chữ số 6 xuất hiện ở đâu? Nào, bây giờ hai chữ số 2 chữ số 6 ở hàng nghìn và trăm. Đúng không? Hiểu ý không? Thì mình sẽ có bao nhiêu số? Hàng nghìn và trăm thì mình có được là có phải là 66AB không? Có đúng không em? Đúng chưa? Hàng nghìn và trăm mình có phải là 66AB không? 66AB nhưng mà phải nhớ phải là B phải nhỏ hơn, nhỏ hơn mấy à? B phải nhỏ hơn 6. Đúng chưa? Vậy trường hợp này mấy số? A nhỏ hơn 6 luôn. Mấy số nhỉ? À còn chữ số 7 nữa. Chữ 7 đứng ở đâu? Chữ số 7 ở đây, ở đây A không thể bằng 7. Có hiểu không? A bằng 7 nó trở thành 667 lớn hơn 666 rồi, đúng không? Suy ra B bằng 7. B bằng 7 mà A phải nhỏ hơn 6. Nếu bằng 6 thì nó lớn hơn rồi. Vậy suy ra 6 số chưa? Giơ ra lên nó con hiểu này rồi. Hả anh hiểu này không? Thì nói lại nhá. Hai chữ số ở hàng nghìn, hai chữ số 6 ở hàng nghìn và hàng trăm thì mình có được là 66AB. 66AB thì B phải bằng 7. Bởi vì A không thể bằng 7 được. Bởi vì có một số 7 mà, đúng không? Hiểu chưa? B bằng 7. Vậy thì A chỉ có thể 6 số là 0, 1, 2, 4, 5. Được chưa? Rồi, bây giờ tiếp. Một trường hợp nữa. Hai chữ số 6 ở hàng nào? Hàng nào? Mình vừa xét ở hàng nghìn và hàng trăm rồi. Tiếp theo hàng nào? Bây giờ xét hàng nghìn và chục được không? Hiểu ý không? Hàng nghìn và chục thì mình có phải là 6 A 6 B không? 6A 6B vậy thì suy ra chữ số 7 B chỉ có thể bằng 7 đúng không? Ừ, nếu A bằng 7 nó lớn hơn 6666 đúng không em? Tú hiểu như Hà Hà anh hiểu này không, con theo kịp không? Nhật Minh ok chưa? Like không? Like. Nào, B bằng 7 phải suy ra mấy số? A chỉ cũng thể là từ 0 đến 5, như vậy 6 số chưa? Giơ tay lên like nếu con hiểu rồi. Ok không? A chỉ có thể là 0, 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy 6 số. Ok chưa? Thế bây giờ còn xét trường hợp nào nữa? Hàng nào nữa? Hai chữ số 6 ở hàng trăm và hàng chục. Ờ 2 chữ 6 mình còn hàng hàng nè. Còn hàng nghìn hàng đơn vị đã có đâu. 2 chữ số 6 ở hàng nghìn và đơn vị tức là 6 26. hiểu không? 6AB6 thì suy ra một lần nữa B bằng 7.
đúng không? A không thể bằng 7 vì nó lớn hơn 6, 6, 6, 6. Vậy B bằng 7 thì A cũng có 6 cách chọn đúng không? Đúng không? Từ 0 đến đến 5. Hà anh hiểu gì chưa? Nhật Minh, Hoàng An, Tú hiểu gì chưa? Ok. 6 số. Bây giờ xét hai chữ số 6 ở hàng nào? Hàng nghìn rồi, nghìn chục, nghìn trăm, nghìn đơn vị. Hàng nào Trăm ở nữa? chục. Hàng nào? Hết rồi nhỉ? Còn trường hợp là đây nhỉ? Các chữ số 6, số 7 ở hàng trăm, hàng chục của đơn vị không? À còn này nữa. Cái này. Tức là một trường hợp nữa là các chữ số 6, 7 ở hàng hàng trăm chục đơn vị. Thì mình có số nào? Có nghĩa là nó ở cái dạng đó là gì nhỉ? Ở cái dạng đó là A để còn chờ chút này. Cái này nó A 667 không? Đúng không? Rồi là A 676 không? Đúng không? A 766 đúng không? Có hiểu gì không? Có hiểu gì không? A667 ví dụ A nó chấp nhận từ 1 đến 5. Hiểu không? Cái A67 A676 thì A cũng từ 1 đến 5. A này cũng thế, tính từ 1 đến 5. Vậy thì sẽ suy ra được là có 5 nhân 3 bằng 15 số chưa? Có đúng không? Nó mình hiểu không? Alo. Giơ tay lên nó có hiểu cái này rồi. A667, A676, A766. Thì A lúc này đều có là 5 cách chọn từ 1 đến 5. Như vậy có 5 nhân 3 15 số, đúng không? Vậy có tất cả sẽ là ba số này cộng với ba cái trường hợp này, mỗi trường hợp là 6 số. Vậy cộng với 6 nhân 3 cộng với 15 số này thì bằng là 15 cộng với 18 là 33. 33 cộng 3 là thành 36 số. Đúng không? Rồi, chuẩn rồi. Đáp án 36. Bài này đúng là quá hay luôn, hay hay rất hay các em. Đó là biết về vì sao rất nhiều học sinh không làm được bài này. Đúng rồi, khó quá. Hà Anh hiểu như này chưa? Hoàng Anh hiểu chưa? Nhật Minh, Tú Vi hiểu cho con ơi. Ok nhá, xong chưa? Lúc này xong chưa? Rồi, và nếu như mà thay số thì cũng làm tương tự như này nhá. Đấy chưa? Tất cả những bài thầy dạy nếu mà thay số làm tương tự cách làm. Đấy chưa? Rồi ok, đấy là câu số 5. Nhìn tiếp câu số 6 này. Đâu rồi? Nào xin mời, quay trở về. Nào Lê Hà Anh dịch về câu số 6. Nhanh tay nào. Chọn ba chữ số cộng chọn ba chữ số không hợp lại
Từ 1, 2, 3, 6, 7, 8. Để hoàn 8. thành. À, để lập thành các số có bao nhiêu số? Để lập thành... Để lập thành số có 3 chữ số. Đâu là số qua số đó. Có bao nhiêu số chia cho 4? Thế chia cho 4 thì sao? Chọn 3 chữ số không lặp lại để tạo thành các số 3 số. Trong số 3 số đó mà hỏi bao số chia cho 4. Dấu hiệu chia cho 4 là gì con? Hai. Là hai chữ số tận cùng của nó chia cho 4. Rồi giỏi lắm. Bây giờ viết ngắn gọn thầy. Chia cho 4 thì suy ra có trường hợp nào? Tận cùng nó là mấy? 12. Bao nhiêu? Hai số tận cùng ấy. Đây. Hai chữ số tận cùng là đây. 12. Bao nhiêu nữa? 12 đến mười mấy? 16 không? 12, 16. 28. 28 à? 28. Bao nhiêu nữa? 32 không? 36. 32 trước. 3 chia cho 4. 32, 36. 62 không được, 68 được không? Được. 68. 72 không? 76 không? Hết chưa? Hết. Thấy chưa? Như vậy, hai số tận cùng có thể là 12, 16, 12, 16, 28. Tức là 8 số này, đúng không? Hai số tận cùng là 28 này. Bây giờ là mỗi tức là từ gì nhỉ? Mỗi nhóm có hai chữ số trên kết hợp với một chữ số hàng trăm thì sẽ tạo ra được một số chia cho bốn đúng không? Đúng không? Vậy hai chữ số này suy ra có bao nhiêu? Hai chữ số này mà có cả là 6 số, vậy hai số còn 4 số còn lại đúng không? Thì có 4 cách đúng không? Thấy chưa? Tức là suy ra có là 4 cách chọn chữ số hàng trăm không? Đúng không? Vậy có tất cả bao nhiêu? Sẽ là 4 nhân với 8 số này bằng 32 số, đáp án là 32. Ok chưa? Hà Anh hiểu chưa? Nhật Minh, Tú Vi, Hoàng An hiểu rồi chưa? Ok nha. Nhanh tay này. Câu số 7. Ôi câu 7 quá dễ rồi. Nhưng bạn nào mà không biết thì cũng chịu luôn. Ai chỉ biết làm bài này. Một cái cầu thang có 11 bậc. Peter có thể đi lên một bậc hoặc là ba bậc mỗi lần. À, bậc số 6 bị hỏng, không thể đi được. Bị hỏng này. Hỏi bao nhiêu cách để Peter đi hết cầu thang đó? Hà Anh biết làm bài này không? Ok, nghe này. Làm như sau này. Làm theo hướng dẫn. Đây là số bậc. Có 11 bậc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Còn đây là số cách. Khi bước lên bậc 1 thì có một cách, đó là bước lên 1 là xong. Đúng không? Đúng không?
Nhưng khi bước lên bậc 2, bởi vì mình chỉ có thể bước lên một bậc hoặc ba bậc, cho nên chỉ có mỗi một cơ hội thôi. Đó là bước lên 1-1 là được đúng không? Hà Anh tập trung nhé. Hoàng An hiểu chưa? Vậy bước lên bậc 2 có một cách thôi, đó là 1-1. Hiểu chưa? Nhưng khi bước lên bậc 3 thì chúng ta có thể bước lên 1-1-1 hoặc là bước ba bậc luôn. Như vậy mình có là hai cách. Được chưa? Và khi bước lên bậc 4, nhìn này, nhìn nhá. Khi bước lên bậc 4 mình có thể bước lên là 1-1-1-1. Rồi bước là mấy nữa? 1-3. Rồi là bước 3 xong bước 1, hết chưa? Hết chưa? Ba cách đúng không? Đúng không? Ok. Bước lên bậc 4 mình có ba cách. Ba cách. Và làm tương tự như vậy, các em sẽ phát hiện ra một điều này. Đó là khi bước lên bậc 5, mình sẽ có được bốn cách. Bốn cách nhá. Và từ đây có một công thức như này. Công thức đó là số cách bước sẽ bằng số cách bước của n khi bước lên bậc n trừ 1 cộng với số cách bước của lên bậc thứ n trừ 3. Được chưa? Và lưu ý cho thầy ở đây đó là bậc hỏng thì số cách bước bằng không. Chẳng có ai bước vào bậc hỏng hết, ngã dập mặt, đúng không? Vậy thì khi bước lên bậc 6, nhìn này, nói lại chỗ này để có công thức này. Khi bước bậc 5 bằng 4 này là do n trừ 1, n trừ 1 ở 4 là có 3, 3 mình trừ à, cộng với n trừ 3 là bằng 2, 5 này trừ 3 bằng 2 thì nó kết quả của nó là 1 đây. Số bước là 1, lấy 1 này cộng 3 bằng 4. Khi bước bậc 6 thì bằng 0. Thầy vừa nói ở đây, bởi vì bậc nó là bậc hỏng cho nên bằng 0. Giơ tay lên nó con hiểu rồi. Vậy lên bậc 7 thì phải là 0 cộng với 3 thì bằng là 3. Bậc 8 thì có 7. Hà Anh ơi, lên bậc 9 bao nhiêu? 7 đúng rồi. Bởi vì lấy 7 này cộng với 0. Bật mic nói to nha. Lên bậc 10 là bao nhiêu đây Nhật Minh? 10 ạ. 10. 7 cộng 3 bằng 10. Lên bậc 11 là bao nhiêu đây Hoàng An? À 17 đúng rồi. 17 ạ. Rồi, và đáp án là 17, được chưa? Đấy. Nhớ công thức nha. Các con sẽ làm tốt nếu các con vững được công thức. Cách tốt nhất để thành công đó là phải có công thức thì mới làm được. Nhìn tay nha. Rồi hôm nay lớp mình dừng ở đây nha. Được chưa? À, phần còn lại thầy sẽ quay, bây giờ thầy bắt đầu thầy quay video và thầy gửi lại cho các em. Thầy sẽ gửi thêm cho một cái bài toán về cầu thang này. Có bao nhiêu bạn chưa biết làm cả bài toán về cầu thang? Bởi vì nó liên quan đến không phải một bậc ba bậc mà một bậc hai bậc, hai bậc ba bậc, một bậc, một hai ba. Có ai chưa biết làm không? Tú Vi biết làm chưa? Ok, Hà Anh biết làm chưa? Ok, rồi. Hôm nay lớp mình dừng ở đây nhá. Các con về nhà xem lại kỹ những dạng bài mà mình đã được học nhá. Và khi mà nhận cái video cho cái hướng dẫn tiếp theo thì các con xem kỹ cho thầy nhá. Rồi, bye bye và hẹn lại chị và con. Bye bye. Em chào thầy. Rồi, chào các em nhé.